Hi, Như xin chào người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một cái con Mixer Elite hàng bãi ship nhập về. Hôm nay mình sẽ review lại cái cách sử dụng của con này. Qua thời gian vừa rồi thì mình bán cũng rất là nhiều, nhưng mà có nhiều anh em chưa có biết cái cách vận hành con này cho nó êm ái trơn tru ha. Thì hôm nay mình sẽ review lại cách sử dụng để anh em nắm bắt về vận hành cái dàn máy nhà mình cho nó ngon lành cành đào ha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu các cái công năng ha. Thì hai cái main out đây là kết nối ngõ ra xuống main ha, main thì xuống lọc xì hoặc là xuống có số đường bằng hai cái dây này. Còn hai cái đường này là chèn một cái mixer nữa, main mixer insert anh em ha. Đấy. Rồi ngõ vào thì 1 2 3 4 rách cà đồng này hoặc là rách soli này. Mình đưa đường mic hoặc đường nhạc cụ vào ha. Còn mình chơi nhạc từ tivi xuống, ví dụ như ý đang chơi cái cổng playback thì mình vận hành lúc này. Thì cái cổng này nó rất là hay nha, cổng này đi ai số đi bi rồi à, nhạc rất hay. Cái cổng playback này là mình không cần chỉnh bát chép nữa, máy nó đi ai sẵn luôn rồi ha. Đấy, này. Hoặc là cắm cổng USB này. USB này thì bằng mỗi cổng cáp, bằng mỗi cổng cáp giống vậy, mình cho anh em thấy luôn. Cổng cáp giống vậy thì cái đầu USB này mình cắm vào đây ha, vào đây. Còn cái đầu này là mình cắm vào máy tính để mình trình phát nhạc trên máy tính qua ha, bằng cổng USB được luôn ha. Đó là cách thứ hai phát nhạc số ha. Rồi tiếp theo nữa là mấy cái đường tín hiệu này, mình giới thiệu một line ha. Thì đầu tiên vào là đường gain là cái hệ số phát đại tín hiệu đầu vào ha, tới chép, tới trung chép, tới trung bass, tới bass đó là EQ, là tới nút màu vàng này là nút effect gửi tín hiệu effect, nút LXN này là nút gửi tín hiệu đi ra làm một cái đường monitor hoặc là gửi tín hiệu ghép effect hoặc là ghép compressor tùy ý. Cái này là balancing đóng loa trái phải, cái này là gain lớn nhỏ. Còn đây là tín hiệu để chọn ghi âm ha, recorder, tai nghe listen, nhấn xuống, nhấn cái nút này xuống á, thì mình cắm cái tai nghe handphone đây mất rồi, đây handphone anh em, handphone đây, cắm ngõ handphone này ha, cắm ngõ handphone này thì mình vặn cái volume này lên. Thì những cái công năng này rất là đơn giản. Đó là về phần kết nối in out ha, công năng của mixer. Bây giờ mình sẽ mô phỏng một cái đường tín hiệu micro cho anh em biết được ha. Ví dụ như micro mình đang cắm line số 1 nè, thì mình cắm line số 1 đó ha, mình vặn cái gain này lên. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là cái tiếng micro mọc, tiếng mic khô của mình khi chưa chọn effect anh em ha, chưa chọn effect. Bây giờ mình sẽ chọn effect vào ha. Thì đầu tiên thì mình mở cái nút màu vàng này lên. Chú ý anh em đều nghe chỗ này nó có cái vị trí 0 dB ha, thì mình phải vặn tối thiểu lên chỗ này, chứ mình vặn như xíu giờ là nó không có đâu, nhỏ lắm, nó chưa đủ hệ số phát đại mà mình phải vặn lên tầm này ha, vặn lên tầm này. Rồi cái gain này cũng vậy, gain này cũng vặn lên ngay chỗ số 0 này ha, 0 dB. Cái gain master cũng 0 dB ha. Khi mình vặn lên tới đây rồi, ví dụ như mình vặn cái này là cũng chưa có đâu nè. Alo anh em thấy chưa, bởi vì sao chưa có, khi xin này phát đi thì phải qua cái FX tổng nữa này, FX tổng mình phải vặn lên luôn, có vặn tới đây luôn có ha. Đấy, bắt đầu được có này. Alo. Khi mình vặn gain lớn quá thì nó sẽ vỡ tiếng, nên mình vặn vừa thôi ha. Alo. Khi có tiếng gì thì bắt đầu effect ha. Thì mình cũng giới thiệu cái bộ chỉnh effect luôn. Đầu tiên, ví dụ như mình mô phỏng ha, cái này là nó có hai bên effect, bên A và bên B. Từ số 1 đến số 9 là bên A. Từ số 9 đến số 16 là bằng B. Thì bằng A là echo và bằng B là reverb. Mình nói ngắn gọn nôm na vậy cho dễ hiểu ha. Còn cái 1, 2, 3, 4 này thì nó có ghi chữ tab, có nghĩa là một cái số 1, 2, 3, 4 này là chỉnh được tab delay. Mình ví dụ ha, ví dụ như vậy ha. Ví dụ như mình xuống kênh số 3 đi ha. Alo. Thì mình chỉnh tab delay là sao? Tab delay chỉnh bên cái nút này 1, 2, 3, 4, 5 đó, là nó sẽ chậm. Anh em tùy theo hát chậm hát nhanh thì bấm cái thao tác mình nhanh hay chậm. Alo. Giờ muốn nhanh lên đúng không? Nhanh này. Kịch. Đó, nhanh đó là cái đèn chớp nhanh nè. Alo. Cái này là chỉnh đi lấy tham không? Còn phần repeat thì ta nhấn ta đè cái nút tác nút đen này. Đè nút tác xuống ha. Đây này, nhấn đè nút tác xuống. Thì nó sẽ hiện cái bảng mức âm lượng của repeat. Mình giảm xuống này.
giảm xuống, ví dụ giảm xuống không? Alo. Anh em nghe thấy không có gì hết đúng không? Giờ mình tăng lên chút xíu này, tăng lên mức trung bình đi ha. Đó. Alo. Màu. Anh em thấy cái rồi bây giờ mình muốn nhanh lên tí xíu, nhanh lên tí xíu nhấn 1, 2, 3, 4. Đó là nhanh lên. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kênh này là kênh delay cộng vật ha. Kênh số 3 là delay cộng vật, cái đèn đang chớp rồi vật ha. Cái này là bên A, bên ở chỗ á. Bây giờ mình sẽ chuyển qua bên reverb. Bây giờ mình nhấn. À, anh em thấy chưa? Bên B là cái đèn nó sáng lên này. Thì mình giống từ đây qua. Thì kênh số 1 là decay. À, bây giờ mình chơi reverb ho đây ha. Thường chơi reverb ho. Mùa 2. Thấy cái effect của sao ra không? Xin lỗi. À là hết tiếng nước mềm. Nghe nó xuống vào em. Rồi cái reverb mình vẫn chỉnh được nhé. Mình cũng đè nút tab xuống này. Anh em thấy chú ý mình đè nút tab này. Thì ở đây là mức gain 1, 2, 3 ha. Bây giờ mình nâng lên 4, 5, 6 đi ha, 7 đi ha. Anh em nghe tiếng khác nữa. Thấy cái độ vang vọng nó dài. Thấy tiếng nó mềm êm sâu nghe phê luôn anh em. Nói chung con này em phải rất là chuyên nghiệp. 1, 2. Kênh thì vật này ha, kênh Ari đây ha, Ari đây ha. Alo, 2, 6, 7, 8, 9, 10 hơn. Ngoài ra nó có cái kênh hát đồng ke cho rớt ha, kênh cho rớt này. Anh em muốn kênh cho rớt thì đồng ke thì xuống. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kênh đồng ke này rất là hay khi mình ghép vào cái không gian rộng. Ví dụ như mình hát 4-5 cái micro thì chắc chắn một điều là không thể nào mà 4-5 người ca sĩ đó hát cùng một lúc là tiếng ke họ đồng bộ được ha. Cho nên là buộc phải có người hát trước người hát sau. Thì khi mình chọn cái kênh cho rút này nó sẽ triệt tiêu những cái độ trễ delay của những cái tiếng mic ca sĩ hát, nó làm cho âm thanh nó rất là chắc và gọn ha. Nói chung là con này thấy vậy nó rất là hay. Mình sẽ lựa một dòng cơ bản cho anh em xem cái vòng ngoài ha. Con này hàng ship Nhật về thì đẹp như thùng, đẹp như mới luôn. Đẹp như mới là có thật nha anh em, đẹp như mới. Đó, đẹp như mới thôi. Đẹp như mới, còn điện áp thì autovol ha. Dây nghiến quá quay cũng được. Dây nghiến quá. Điện áp thì autovol anh em á, bên Nhật thì 100 giờ mình chơi 22 tuốt luôn. Bởi vì điện áp nó rất là rộng, 90 đến 24 ha. Và con này thì mình đang bán với giá 7.200.000 đồng. Hàng đẹp như thùng ha anh em ha. Anh em nào mua hàng trong ngày hôm nay thì sẽ bao ship tận nhà rác. Bao ship tận nhà rác đầy đủ ha. Mọi chi tiết người anh em vui lòng liên hệ 0909 043679. Thằng ai chào người anh em.